Chào cả nhà. Hôm nay Nhi Nguyễn Cuộc Sống ở Bỉ sẽ cắt và may cái áo thun này nha. Đó. Rồi clip trước thì Nhi đã nói là Nhi sẽ hướng dẫn cho các bạn xem về cách cắt, cách vẽ và cắt và may. Thì hôm nay Nhi sẽ clip này Nhi sẽ làm cái cắt và may trước. Rồi cái vẽ sẽ clip khác. Tại vì clip dài lắm cho nên Nhi sẽ chia ra làm hai. Đó. Nhi sẽ là sẽ hướng dẫn cắt và may xong rồi các bạn sẽ cắt vẽ xuống mắt. Dài xuống sườn. Đây các bạn xem. Đó, giờ Nhi sẽ cắt tiếp cái thân trước nha các bạn. Đó, Nhi cũng đặt gập cái gập và cái sóng giải bằng nhau. Giữ thẳng lên. Nhi cũng làm cái tiếp vậy, Nhi sẽ cũng cắt dòng từ cái dài cái cổ và cái dai và cái nách nách qua sườn, sườn qua lai nha các bạn. Giúp cái tay áo cho các bạn, cái tay áo và cái giúp cổ bạn giải giải cũng sống sống giải và sống gặp bằng nhau. Các bạn dùng tay đặt ngay giữa thì các bạn cắt vòng qua đây, vòng qua cái vòng tay, tay vòng xuống sườn tay, sườn tay vòng xuống giữa tay đó. Cứ thế thì các bạn sẽ cắt hết cái tay áo thôi. Xong thân trước và thân sau và díp cổ và tay áo rồi đây cả nhà. Bây giờ bắt đầu Nhi sẽ ráp nha, cái làm dấu phấn nè. Nè các bạn thấy không? Bây giờ Nhi sẽ gắn nó vô rồi gắn bên thân áo trước nha các bạn. Đó. Bây giờ Nhi sẽ gắn cái chữ N vô. Nên là các bạn, sau khi Nhi may chữ N vào đây, đó. Bây giờ Nhi sẽ cắt ra. Rồi tiếp tục Nhi sẽ nối cái bao cổ. Đây, cái bao cổ đây. Bây giờ Nhi sẽ nối bao cổ lại. Bề phải với bề phải ít lại thì Nhi sẽ nối một phân. Xong rồi thì giờ Nhi đã cũng đã lượt xung quanh vòng hết rồi nè các bạn. Đó, vòng hết rồi thì Nhi sẽ lấy dấu phấn từ cái đường nối này đi qua cái điểm này là 2 xăng. Rồi các bạn nhập đôi của cái cổ, cái chân cổ là cái bao cổ lại thì các bạn lấy từ cái sóng giữa này, từ cái miếng này nè, từ cái miếng phấn nè, đi qua sóng giữa là 10 xăng rưỡi. Là 10 xăng rưỡi. Rồi các bạn làm dấu tiếp ở dưới đây. Đó, đặng hồi mình vô là hai cái điểm này là hai điểm của cái vai. Bây giờ Nhi sẽ ráp cái vai áo vô nha cả nhà. Bây giờ Nhi sẽ lấy cái vai vai thân sau và vai thân trước phải úp lại thì Nhi sẽ ráp tiếp cái vai áo nha. Cái dài xong rồi Nhi sẽ cho cái bao cổ vào cái thân thì các bạn cho cái đường nối của cái bao cổ nằm phía bên cái vai trái người mặc nha. Giờ Nhi sẽ tiếp tục Nhi sẽ ráp cái bao cổ. Và dây áo các bạn sẽ cho nằm về phía thân sau. Rồi, hai cái mí phấn nãy làm dấu nè, thì các bạn sẽ để bằng cái mí vai. Rồi, các bạn vịn thẳng êm, các bạn sẽ tra đều. Sau khi tra cổ xong rồi giờ tới tra tay các bạn thì các bạn sẽ nhập cái sườn tay và cái sóc tay bằng lại thì các bạn lấy dấu phấn điểm giữa của sóc tay và tay với tay bề phải, cái nách áo là nách tay sẽ bề phải với phải ấp lại với nhau. Rồi các bạn kết đến là Nhi ủi sơ về cái logo và cái cổ áo nè các bạn. Đó các bạn nhìn nè, rất là đẹp không? Đó. Cái cổ áo đó, cái này là Nhi mới có là bán thành phẩm đang ủi thôi nha, chưa gấp sườn nha. Đó. Chưa ráp, này mới là bán thành phẩm thôi. Còn phía sau cổ nè, cổ sau nè, đó các bạn nhìn nè. Rất là đẹp luôn. Ừ. Đường nối nè, là nằm bên phía bên da tay trái mình mặc nha cả nhà. Là cái đường nối nằm phía sau cổ nha. Nằm phía sau cổ sau. Dây viền nha, dây viền cổ sau.
thì các bạn lựa cái đường cái dây gì nữa, các bạn cắt to bản của dây gì này là 3 xăng. Bây giờ các bạn lượt vô bò 5 ly, còn bên đây là to bản 1 phân. Thì cái mí này chị bạn lấy từ cái mí vai đi ngay chân bờ sổ, bạn sẽ lấy dấu hắn qua đây, thì các bạn sẽ đặt dây viền vô trừ 2 đường may 1 phân, các bạn đánh vô. Nên sau khi Nhi may dây viền vào đây đó, bây giờ tiếp tục thì Nhi sẽ mí dây viền nha, đó đặt ra dây, Nhi sẽ mí dây viền cổ sau. Đây sau khi Nhi mí dây viền cổ sau đây đều hết trơn đó các bạn, đẹp ghê không? Đầu Nhi may le tay thì to bản le tay Nhi sẽ may 2 phân. Sau khi Nhi may le tay áo xong rồi nè các bạn, Nhi may 2 đường chỉ nè, đó 2 đường chỉ cách nhau là 5 ly. Bây giờ Nhi sẽ gấp sườn áo nha. Giờ Nhi sẽ gấp 2 cái sườn áo, thì cái thân áo trước và cái thân áo sau nhập lại, thì các bạn sẽ gấp từ dưới tay gấp dài lên đó. Như vậy thì các bạn sẽ gấp sườn xong rồi, thì giờ Nhi sẽ may lay áo. Lay áo gì cũng may 2 phân và cũng 2 đường chỉ y như cái lay tay đó. Bây giờ Nhi sẽ tiếp tục may lay áo rất là đẹp luôn á các bạn, đó thấy không, đó bạn thấy không. Thôi cho clip Nhi Nguyễn xin ở đây kết thúc nha. Các bạn nhớ ủng hộ và comment cho Nhi Nguyễn cuộc sống ở Bỉ nha. Bye bye.